hay cạo cá không chị? Chà chà chú. Trời ơi, xe đồng luôn hả? Xe bự 70 ngàn hả chị? Cái heo đó kiếm nhiều cô từ giờ bả lửa luôn. Con này nó kẹp cái máu không chị? Dạ dạ. Cô chú có đi chợ mua ba khía thì ra ngoài được chợ cá nè, có chị bán ba khía bấm mắm đây luôn á. Em có tiền nha. Dạ. Cô chú rất là bánh rất là ngon nha. Chị làm khoái con trai phải không? Em cảm ơn nhiều. Đó, cô ấu nè. Bắp này là rất là khó chậm luôn á. Dạ em chào tất cả chú anh chị các bạn. Cái vui gặp lại của chú anh chị các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em về bến Cá Đồng bên Đồng Tháp để đi chợ Tân Thành nha cô chú. Sáng sớm nay thì có rất là nhiều ghe cào ghe đến đây của mấy anh chị nè, chuẩn bị lên cá đó cô chú. Dạ. Sáng thì có rất là nhiều ghe cào của mấy anh chị ghé đây nè. Ngày mới xin chúc tất cả chú anh chị bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui nha. Đây cá linh nhiều lắm luôn cô chú. Cá linh của anh treo ở đó kìa. Buổi sáng thì có rất là nhiều ghé đây luôn nè. Cái này có cá không anh? Cái này có nhiều cá không? Đem lên hả? Tép hả anh? Dạ. Ngày nào cũng về đây hả anh? Ngày nào cũng về đây ha. Dạ. Sáng nay mọi người lên đây sớm lắm cô chú. Em cũng định đến đây quay nhưng mà sớm quá tối không có thấy. Còn lên cá không anh? Chuẩn bị lên hả? Bác hả rồi, còn bỏ gia vị lắm. Dạ, còn ngay cá linh non hả anh? Ừ. Đó, chị cũng chuẩn bị lên cá này coi chú. Đây anh chị đem thao lên nè, chuẩn bị xúc cá lên chợ bán. Bên đây là những cái bịch cá linh quá. Mình đi ra đó là mình đi qua đò bên kia là đi qua cồn Tân Lộc với cô chú. Sông này gọi là sông Hậu. Cồn Cá Đồng.
Dạ. Đảo Đài Loan ha. Wow, sáng đây ngắm xem mặt trời mọc cũng đẹp lắm luôn nè cô chú. Gần 6 giờ sáng rồi đó. Ghe này là mình đi mua cá ha anh. Dạ. Anh ghe này là mình đi mua cá về bán ha anh. Dạ dạ. Còn ghe cạo bên đây riêng. Cá phèn với cá gì anh? Cho em quay cái được. Cá phèn với cá gì vậy? Phèn với cá sủ, cá trắng. Dạ. Với vài con cá ly châu. Dạ. Tép. Còn cái đục thì tôm chứ. Dạ. Nên là mình mua ở đâu anh? Đó. Mình mua ở đâu á? Này cào á. Ta cào ta bán lại ha. Mình cào dính bán chợ nè. Dạ. Cào chứ. Anh cào đúng hả? Thì kê cái cào đó, cào dính cá rồi nè. Giờ em tưởng anh mua lại của người ta bán lại. Không, tao bự vậy. Cá trắng còn cá rồi. Dạ. Cao nhất. Cá mà dinh. Cá đó cái gì anh? Cá gì á? Giống cá biển quá anh. Dạ cá biển. Trời ơi tôm bự ra. Này là cạo đêm hôm hả anh? Ừ, cạo chín cá trắng rồi, cá này tôm rồi. Thức lên rồi đem lên quán chợ. Dạ. Trời ơi, tôm nè. Tôm nó bán ký nhiêu vậy? Tôm hả? Dạ. Tầm phụ quân 300. 300 hả? Người bả bán thì 350-400. Dạ. Trong hàng có 300. Tôm đó 350-400 đó cô chú. Tôm kẹt căng đó mấy con hàng bả có 300 mà bả bán lại 350-400. Anh thấy nước bữa nay nhóng lên mà không có cá ha. Có xeo à. Cá gì đếm. Cá cốc nữa. Nước nhiều quá cá nó mất. Dạt hết trơn hả? À. Trước nhiều quá cá nó dạt hết ha. À. Nước kém á thì tôm cá gì. Dạ. Nước ít quá, cá nó mắm. Đồ bờ vô mé hết trơn à. Cá hộp có mắm, cá mắm vậy. Đi giữa đầu đi mé không? Mé giữa sông ít ha. Ừ. Giữa sông thì dính cá bự, cá sủ. Dạ. Hơi nhảy lên rồi. Đi mé cá trắng với tôm. Đây là cạo đêm hôm hay là sáng anh? Cạo khuya, cạo tới sáng mới vô chợ. Thấy khuya hả? Ừ. Wow, quá trời nhiều nè. Ừ. Ghê chưa? Thơm. Tầm bự đó anh bán như nãy nó như quên người ta. 300. 300 ha. Tầm bự thì 300, tầm kẹn 300. Dạ, có nhiều cá luôn. Sức như vậy nó được cho tôm ngọt để cho chết. Dạ. Nãy xúc vô bỏ vô xô tại nó ngọt tôm. Tôm nó màu ngọt lắm hả? Ngọt á, sao mà xúc không hết á. Cái này là con cá lên tròn. Cá lên tròn rồi chú. Cái lên cái mày dinh. Ồ. Dinh nhảy lên nữa nè.
hồi đó xíu đó hồi hai cây cào vô nè. Cũng có tôm gì đó anh. Có tôm gì đó, tôm cá trắng. Con này là con cá cóc nè cô chú. Cá cóc nó kêu nghe cóc cóc cóc. Nhảy lên. Hai bữa hôm về nước bữa nay ba bữa rồi. Bữa nghỉ hai bữa cào không có. Ngưng hay nghỉ ha? Nghỉ hai ngày hả? Nghỉ hai ngày. Bữa nay mới cào lại cũng hơi ít rồi đâu nhiều đâu. Dạ. Nguyên một giỏ cá luôn cô chú. Nước nó lên cái cào ít xíu à kè kè vô. Bữa hôm là nhiều lắm anh. Bữa nhiều lắm. Bữa là tôm cái là người cào là 5-6-7 kg, 10 kg. Dạ. Tôm cái trắng cá bự. Dạ mới ha. Cái lên tròn nhảy lên nè cô chú, cái lên tròn cái này gì chắc ít lắm ha anh. Ừ. Tại cái lên nó còn nhỏ đó, cái lên tròn nè cô chú bự ghê. Cái lên nó đẻ gọi đó à. Vậy bữa nó còn bự, còn bự nữa phải không? Ừ. Đẻ mấy lên nhỏ nhỏ mấy bả mặn đó. Dạ. Con đó, cái lên non, lên non đó. Cái non này bán nhiêu ký anh biết không anh? Cả 120 à. Dạ. Nó lạc mà ngồi 120. Cái bữa đầu mùi 200. Đầu 120. Cào sông nào vậy anh? Sông này. Sông Hậu à? Sông Hậu. Dạ. Đây có một cây cào vô nè cô chú. Sông đó, sông Chà Bá đó, cào sông đó. Dạ. Cào sát gần mé phải không? Đó. Cào nguyên đêm luôn hay là lúc mấy giờ anh? Cào khuya đi. Khuya 10 giờ đi. 10 giờ đi cào tới sáng luôn hả? Ở đây anh dẫn chương trình mà anh không giới thiệu luôn mà. Ngồi kia cào nào đi vô cào riêng. Ở dưới thùng ha. Đó, anh đem nhanh lên để tôm mới ngọt. Dạ. Đừng quay luôn ha. Nay cạo cá không chị? Còn một cây cào của anh chị vô nữa cô chú. Ở đây mấy anh chị cào xong rồi đem lên chợ bán luôn. Chợ chỗ này nè cô chú, bến cá sông chỗ này. Dạ, không lên nhiêu tiếng. Dạ. Quay em nghe, em nói gì đó nghe. Dạ. Bán ai? Cái lên này mình cạo được luôn ha anh. Không, cái chờ lấy cái mình trên. Dạ. Ở trên em có linh cái này nhiều lắm. Ở trên An Phú á. Dạ, thì lấy trên An Phú nè. Dạ. Trên An Phú với Vĩnh Hòa Đông nè. À, ngày qua em quay trên Phú Hội. Ừ, Phú Hội, Vĩnh Hòa Đông nè. Cầu ngày qua á. Ừ. Anh đã chạy luôn hả?
em mới quay qua chén ngày qua nè. Phú Hậu dính vào đông rồi nè. Dạ. Bắt tay rồi. Nhà em gần đó đó. Đây cái linh non của chú. Cá này ở trên Đăng Phú của em nè. Ở trên Bắc Đai Phú Hội với Hồ Đông. Phú Hội rồi đó. Dạ. Phú Hội rồi đó. Này căng luôn ha anh. Căng luôn. Căng luôn người ta bán. Rồi xong nha. Cái linh cái heo nhóc. Dạ. Ở đây bán ký nhiêu vậy anh? Ký 40.000 hả? Rẻ vậy. Đi về nè em. Giờ hết rồi đó cô chú. Bữa nay cũng ít cá chứ không có nhiều. Dạ của em là đây đó An Giang. Đây đó An Giang hả? Dạ. Này cá trắng thôi chú. Hết luôn đó hả? Ờ có nhiêu đó chị? Mấy anh nói bữa này ít hơn một bữa. Này nước lên cũng nhiều lắm cô chú. Phần nửa không hả anh? Có tôm bự cái này cô chú. Tôm này chắc chị bán 300 mấy 400 á. Bay mấy hả chị? Con cá nó 300 mấy, con này không tới. Dạ, con này là nhỏ. 200 phải không? Như con kia phải không? Nó cũng nước nước gì không nè. Bên cần cần cái cá này bán không được cho ổng bán hết thì ổng nhịn nữa. Sao chị? 200 phải không? 200 mà giờ có nhiêu bỏ con bự lại còn nhiêu bắt hết cho em chứ lựa như vậy bắt không được cái treo. Bỏ con bự lại. Vậy chứ chị lựa như vậy không mà 200 đâu có bán được. Không có đâu. 200 là con kia nó có cái càng càng xào. Ủa dạ. Ê, nó kẹp. Còn cái con tôm này ta thịt không không có giá đó là chị ơi. Con tôm đó con tôm mà bự chứ. Con này cứ đi kia chú mới xuất vô đó mà lựa con đó không cho rồi 200 luôn lựa. Cái con bự bự không ở vậy này vậy kia la mà lựa nó lụm được có đâu có mấy con à. Mấy con không? Dạ. Bữa nay ít hả anh? Thiệu à. Con này nước lên hết quá. Dạ. Ở trên này nước lên nó dài cá nhiều quá trời luôn. Ở trên Đăng Phú. Cá này thấp quá. Dạ. Này có cá cóc nè cô chú. Cá bự. Nước nó thấp thấp mà gì mà có cá hả? Nước lên cái này nó điêu lên là không có thấp quá. Dạ. Đó tôm bự đó cô chú. Có con cóc là bự nhất ha anh. Dạ. Cóc đó chắc hơn nửa ký quá. Mấy ngày nay là bữa nay ít nhất hả anh? Không dạy thắt ra bị gì mưa hoài đó. Dạ mưa hoài không có cá hả? Hoài không có cá, con cá nó lượn đi đâu tào lao không à. Dạ. Em tưởng đâu là nước lên nhiều là cá nhiều chứ. Cái nít giật xuống á. Dạ. Giật cho cá nó bự nữa. Nước lên nó dầu nó mắc nó rồi cái cào không. Dạ. Vậy là mình sống với ghe luôn hả anh? Hết rồi. Vậy là hết rồi đó hả anh? Hết rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, anh đem mình chợ anh bán à. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô trong chợ quay chú xem chợ Tân Thành nghe cô chú. Sáng giờ thì em ở bến cá để quay mấy anh chị ghe cào vô á. Bây giờ em sẽ đi vô trong chợ luôn. Này cá phèn cô chú. Đây còn cá heo nè. Dạ. Quay cô mua cá nè. Đây tôm nè cô chú. Nãy có con tôm bự em mua con tôm bự. Con tôm bự 70 ngàn hả chị? Ừ, cái này 27 ngàn rồi, 25 ngàn thôi cô yêu. Chào rất là nhiều tôm luôn cô chú. Cái heo cái này chắc ít lắm hả chị? Có được có con một má heo mà mình đi đâu hết á. Dạ. Luôn giúp hả dạ? Dạ. Em có tiền tôm đang lá là lấy nha. Rồi. Nhớ lấy nha. Dạ. Không lấy thì chị bán giùm em nữa em lão là em lấy. Chị đó hỏi chú tên gì kìa chú nè. Dạ đây đó An Giang. Dạ. Dạ. Của em là đây đó An Giang. Dạ. Quay giùm cái dạy đi. Dạ. Dạ dắt mạng cho chú dập. Rồi thấy gì thấy nè. Bởi là mày gà dịch hả cô? Cái chạy của tôi kìa. Gì hả? Cái chạy nghèo khổ đó. Gì hả? Dạ. Gì thấy rồi. Rồi cá bóng nè cô chú. Thì con quay cá bóng chứ nghe chú. Quay mua luôn. Đây cá bóng nè cô chú. Quay mua luôn. Quay cá linh hả? Bao cá linh hả? Cái này có cá linh hả cô? Linh cái này chắc bự hả? Đó. Dạ. Quay bao lâu ký kìa. Chứ bao cá kìa. Này cá cũng nhiều chú. Sáng giờ thì em thấy cô chú cá cũng nhiều nhưng mà nhiều loại số lượng cũng ít. Cảm ơn chú nhiều nghe chú. Có tôm nè. Cái này là của anh mới vừa lên đó cô chú. Ở đây ta cào xong rồi ta đem về đây ta bán luôn. Tôm cá nhiều lắm. Đây con cá cóc cô chú. Hai ký hai hả? Hai ký hai. Đây là cá non. Đó. Anh ơi. Dạ. Đây cá sát là giúp. Đi hộp cơm với hộp cơm đi chồng. Wow, cái này cá chim bự quá luôn nè. Ý, con này là con cá linh cám hay vậy? Đó con cá linh cám hả chú? Con cá linh cám hả? Cá mè trắng. Ê, 40 được không ấy? Cá chim mà cá cá cha nữa. Cá heo quá trời luôn, cho con quay cá heo xíu nha cô. Đây cá heo đực luôn. Heo đực heo cái. Cái này cá heo đó ký nhiêu cô? 2,5 à. Cái linh này có bán nhiêu cô? Cái linh này có 80.
Dạ. Ở đầu mùa nó mắc ha. Cái này cá heo của chú. Heo đực chứ heo cái. Heo đực nhiều mà heo cái ít. À, cái linh bữa nay có 80-90 ngàn một ký à. Cô chú có đi mua cái linh ghé cô này mua nè, có cái cô này có bán cá heo nữa. Bữa nào có luôn hả cô? Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Cô ngày nào cũng có cá heo hết. Bên kia cũng có cá nhiều, cá bự, cá chạch, cá chốt nữa. Hai tôm em đây hả chị? Wow. Đây, để qua đây quay để thấy nè. Nào cô chú. Con tôm này tôm bự á. Tôm này tôm nhất chưa chị? Dạ. Hai tôm bự cho bá lửa luôn. Cầm lên chú xem nè. Ngựa kia chưa chú. Tôm bự. Tôm càng lửa. Bự cho bá lửa luôn. Con này nó kẹp nhá máu không chị? Dạ. Dạ. Lên lên luôn. Em cơm thêm thịt bữa nay 300 ngàn một ký. Thao tôm luôn. Tôm bự bá lửa luôn. Hai mấy chú uống cà phê sáng cũng cà phê nè. Cái nào cũng phải đây chân hả chú? Em mốt lại em chạy lên cho cái là yên quan. Em lên trong này quay cho. Quay mấy hôm này đẹp trai nè. Ngày nào cũng phải hả chú? Ngày nào cũng uống, ngày nào cũng coi tôm hết chứ. Dạ. Cho coi gì. Coi tôm ha. Đang coi tôm gì, coi dạ. Bà giá hả, coi tôm gì. Ở đây ai giá? Chú quay xong rồi chú đi qua mấy bà người tới gà. Dạ. Trời ơi, tao lành lẽ không đi chợ biết chứ ai. Sáng sớm ở đây bán cá là nhiều nhất luôn đó chú. Mọi nước nổi thì đây cá nhiều lắm luôn. Ở đây cá cũng không có thua gì ở trên em ở trên. Đó, chú thấy rất là nhiều cá luôn á cô chú. Cá linh non nè. Đầu mùa tới 200 ngàn một ký. Bữa nay cá linh non còn nhiều phải anh? 100 ngàn à. Đầu mùa tới 200 lần phải không? Cá linh non. Giá đó là giá lặt xong luôn ha. Giá đó là giá lặt xong luôn đúng không? Em cảm ơn anh nhiều nha. Ở đây cá sát nè cô chú. Cá sát, cá chim, cá rô phi. Đi ra ngoài chợ đây coi chút. Ủa sao hả cái gì? Không có em bán không coi. Mấy chục chậu mà lâu đó. Bán đi xe ăn đó. Mà anh có hỏi nó lâu lắm. Này, cá linh. Cá linh nè. Hai con cái đây. Dạ. Dạ. Em đi em không có về nhà nên không có nấu cơm. Dạ. Hello. Bạn ơi hãy ủng hộ
kênh YouTube của anh nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng làm anh YouTube nữa nè. Kênh anh tên gì? Sĩ miền Tây. Tỷ miền Tây hả? Sĩ. Sĩ miền Tây ha. Dạ. Dạ, dạ, làm chủ đề gì anh? Khám phá du lịch. Khám phá du lịch ha. Dạ. Sĩ miền Tây. Anh làm đâu hay làm? Em làm. À, dạ. Sĩ miền Tây. Rồi, cảm ơn anh nha. Cô chú lên ủng hộ kênh anh Sĩ miền Tây. Của em là đây đó, An Giang. Dạ. Dạ. Em đi ra ngoài chợ cá luôn nha cô chú. Sáng giờ thì quay cá cũng rất là nhiều luôn rồi. Trời đông nhất là lúc 7 giờ rưỡi á. Đây là đường đi thẳng ra ngoài chợ luôn đó cô chú. Hồi đêm hôm thì mưa quá trời mưa luôn. Bên đây có chỗ gửi xe nè, cô chú có thể gửi xe bên đây cũng được luôn. Rồi đi vô chợ, ở ngoài đầu chợ cũng có một chỗ gửi xe nữa. Bên đây là bán bánh mì. Wow, ở đây cua biển quá trời luôn, cua biển bự. Cua này chắc 2 con nửa ký quá, bự lắm. Đây là dẹm hả cô? Hến hả dẹm hả? Dạ, đây là hến hả dẹm? Dạ dạ. Giờ cho em quay cái nha. Đây, hến với dẹm luôn. Dạ. Và đây là chú bán heo quay nè, bánh mì heo quay. Chào chú. Cái này bán được không chú? Đây dây, đây dây. Dạ, cho con ổ nha. Rồi, làm một ổ mì đặc biệt đi. Dạ, cái năm nay mới đảo về gặp chú nè. Năm nay mới đảo về phải không? Dạ. Bán tôi ổ mì cho ngon đi. Dạ. Cái mì này nè. Ừ, đặc biệt cho nó ngon đi cho. Cái này bán được đều đều ha. Đây gai làm hoài. Dạ. Đây bánh mì heo quay cô chú. Bánh mì heo quay cho cô chú ngon. Bánh mì này là lại đầu chợ là gặp chú liền. Rồi, lại ngay chân đi. À, tôi làm cho là rất là ngon. Dạ. Bà bán được ngàn nhiêu tấm bà? Trời ơi, có 50 tấm mà con ơi rồi. Dạ. Ngàn 50 tấm hả? Ở đây là An Giang phải không? An Giang nè, 1441 rồi. Dạ, nhà bà ở đâu lận? Nhà bố ở đằng nhà. Em kia hả? Bà sống với ai? Sống mình nên. Nên hả? Ờ, nước ngập tới đầu gối chân quần. Dạ. Ủa, nhà nước bị ngập hả bà? Dạ. Chút xíu nữa dắt con lại nhà bà được không? Được. Dạ. Yeah. Bà số bà số mấy? Số điện thoại á? Số điện thoại bà nhớ không? 74. Bây giờ không biết cái sao nữa. Dạ, số mấy bà? 74 vui đó. Mà con không đâu mà con lại cái nhà quán Lan ở đâu mà hỏi nó quán cô Lan gần có trong đó. À. Bán cà phê đó có hai người đó. Dạ dạ. Quán cô Lan là ở đâu cô? Đây đẳng này gặp nè. Ở đây ha. Ờ đây là thẳng. Lát còn lại con hỏi nha. Ừ. Dạ dạ. Rồi bà dắt con lại thăm nhà bà xíu nha. Ừ. Dạ. Dạ, để con quay xong con lại nhà bà nha. Rồi, rồi quay đi, quay đi rồi. Chú bán năm nay chắc mấy chục năm hả chú? Mấy chục năm rồi. Ờ. Làm rất là ngon lành. Dạ. Đặc biệt luôn. Dạ, thịt thịt đóng luôn. Một đống luôn. Này quê nhà không à? Dạ. Không biết cái này chỗ này không biết trời này chắc không nhớ. Quê nhà không à? Là dưới nhà cái cũ cũ luôn thị. Dạ. Để con bấm số của con rồi. Ờ. Ăn ba bánh nhỏ hả? Lâu dữ ra. Dạ. Qua tới Bình Mỹ luôn. Vậy đó hả? Mấy người đó gặp tôi biết luôn. Là nhà ở đây có tiếng luôn hả chú? Con tên gì? Con tên Vũ. Vũ hả? Dạ dạ. Rồi qua nàng lát con quay xong con điện con nha. Có con nhiêu tiền? 10 đồng thôi. Rồi 10 đồng thôi.
Đó. Đây bà khía ngon quá trời luôn nè cô chú. Bà khía. Cái này là bên đây nào cơ? Dạ của em là YouTube đây đó An Giang á. An Giang hả? Dạ, em đi quay chợ này chơi kia vậy đó. Anh đi quay chợ không à? Này bà khía. Bà khía mà chưa trộn là nhiêu tiền ký ấy cô chị? 120 ha. Trộn rồi là 150. Bà khía lên xuống. Dạ. Đó, nhìn rất hấp dẫn luôn nha cô chú. Và phía bên đây quay cho nó rõ. Đây. Chị em quay xíu nha. Đây bà khía chưa trộn. Bà khía chùm rồi là nhiêu chị? 150. Bà khía nhìn rất là ngon luôn. Cô chú có đi chợ mua bà khía thì ra ngoài đầu chợ cá nè. Có chị bán bà khía bán mắm đây luôn á. Rất là ngon luôn nha. Ai nói gì? Em cảm ơn chị nhiều nha chị. Bên đây là rau củ quả bán dài tới trước mua đó cô chú. Núm á chị? Dạ. Dạ. Quay là món ế hả? Vậy bán cho em nửa ký đi. Chị bán cái nào cũng được hết á. Dạ. Dạ. Đi chị bán đắt lại. Cái nào cũng được hết. Dạ. Dạ dạ. Chị nói quay bán ế em quay nửa ký cho chị bán đắt lại. Nhiêu chị? 25k. Từ này bán rau củ quả nhiều lắm. À, em có tiền nha. Em có tiền. Cái này nửa ký 70 hả? Cái này nửa ký 70 hả? Rồi bắt đắt lại nha. Bắt đắt rồi nha. Đi à. Đó, mua xong bắt đắt lời rồi đó. Đây hai hàng rau củ quả quá trời nhiều luôn. Tôm hả cô? Dạ. Đây đường này là đi ra ngoài phía đầu chợ. Còn phía bên đây á bán bánh bánh. Đi qua bên đây trước nha. Sau đó đi vô chỗ bánh rồi chú xem. Đó. Đây bán trái cây không à? Bên trong đây là bán bánh nè cô chú. Đó.
Rồi bây giờ em sẽ đi vô đây mua vài cái bánh nha cô chú. Bữa nay mấy cô bán nhiều hơn lần trước em quay nữa. Cô bên đây là bán thịt nè. Thịt heo đi vô đây. Bánh thì vô bên đây cô chú. Bên kia là khu bán đồ chay. Còn bên đây là chỗ bán bánh. Sao vậy? Cái con cục sao vậy nghe cô? Rồi. Làm này cô thử cho cô quảng cáo luôn rồi. Wow, sáng giờ bán sắp hết hả cô? Dạ. Đây là sao vậy nè cô chú. Sao vậy đó. Đây là bánh bánh này gọi là bánh gì cô? Bánh bèo. Bánh bèo. Này là bánh bèo cô chú. Con này là bánh da heo cái gì nè. Dạ, bánh da lợn. Sao mình gọi là da heo gọi da lợn cô? Dạ. Nó cô chú rất bánh rất là ngon nha. Cái này là gọi bánh gì cô? Bánh bèo luôn ha. Dạ. Cho con cục sơ dĩ hộp bánh bèo đi. Nhìn ngon quá. Đây là bánh chuối hả cô? Bánh chuối cô chú. Dạ. Cái này là khoai cao hả? Đây là khoai cao nè cô chú. Đó. Còn đây là bánh đúc hả cô? Đây là bánh chuối. Bánh bò nhân chuối. Đó. Hấp dẫn luôn. Cái bánh là thích lắm. Có con nhiêu tiền cô? Gửi con gửi 15k con đấy đây nha, con quay vòng rồi con lão rồi con lấy đây bánh nhiều lắm luôn á cô chú, bánh xôi cơm rượu bán được không cô? Dạ xôi cơm rượu nè cô chú, cô này bán bánh nhiều lắm, cho em quay con quay xíu nha chú. Dạ đồ ăn đồ mì chay hả cô? Dạ mì chay. Đây là ruột khìa. Dạ đó cô chú có đi mua đồ ăn chay thì ghé chỗ này tiệm tới gì cô? Dạ đây là sơn phợi của tiệm cô Hương này cô chú, bán chắc lâu lắm hả cô? Ồ cô có giao hàng luôn hay sao có để sơn phợi cô? Đặt đám ha. Dạ cô chú có đặt đám thì có ghé đây đặt đám có sơn phợi luôn nè. Em quay số điện thoại cô chú có đặt đám thì điện cô. Đây, ta tiếp tục nha. Dạ, các con. Thường đám là người ta làm món gì cô? Thứ nhất là cái lẩu. Dạ. Cái gì là bánh hỏi thịt nướng. Dạ. Thứ ba là nấu đúc. Dạ, nấu đúc là sao? Nấu đúc là mấy cái món nấu, đồ món đó, quả rồi đó. Dạ. Thứ tư là tiêu. Dạ. Thứ năm là bánh hỏi thịt nướng. Dạ. Thứ sáu là gỏi chua ngọt. Dạ. Nhiều thứ lắm. Thường là một mâm nhiêu tiền cô? Mâm 800 ngàn. Mâm 800 ngàn. Dạ. Đặc biệt ngon, bao ngon luôn. Dạ. Bao ngon luôn. Bao ngon luôn. Dạ. Con cảm ơn cô Hương nha. Dạ. Chúc Hương mới đắt nha cô Hương. Dạ. Đây bên đây là bán khu bán đồ ăn chay không à cô chú? Đó. Bún bánh hỏi bánh tầm. Này bún bánh hỏi bánh tầm nè cô chú. Bên kia thịt heo. Bên bán đồ chay, bên bán đồ mặn. Ồ giá. Cô. Cái này bán được hay cô? Được. Dạ. Năm ngoái như con quay có quay cô nó gì nữa nè. Dạ. Dạ. Bởi vì răng không còn nữa. Không có tự tin như năm rồi phải không? Từ thử ra đây. Dạ. Còn xấu lắm là đưa lên YouTube mà mãi mãi còn nằm trong đó đó. Dạ. Này bánh hỏi. Bánh hỏi. Bánh hỏi ký nhiêu cô? Bánh hỏi 1 ký 20 ngàn. Dạ, bánh hỏi 1 ký 20 ngàn.
Dạ. Bánh tầm cô? Bánh tầm thì 12 ngàn. Dạ, bánh tầm 12 ngàn. Bún 12 ngàn luôn. Phở cô? Phở 18 ngàn. Dạ, phở 18 ngàn. Ở đây có một cô bán cũng gần gũi, ăn thiện lắm. Cô chú đi chợ mua hủ tiếu, bún ra đây, ghé đây. Ủa này em ăn chay hả? Hoành Thánh hả cô? Cái này là Hoành Thánh. Hoành Thánh là mặn hả chay cô? Cái vỏ Hoành Thánh chắc chay mặn cũng được. Dạ dạ. Vì là phải ăn chay phải không? Em cảm ơn nhiều. Dạ. Em đi thẳng qua đây luôn nha cô chú. Bên đây là khu bán rau. Đó. Rồi em đi thẳng đường này ra ngoài trước luôn nha cô chú. Nãy em quay em có gặp một cô nói là nhà nước ngập á, thì em quay xong ở đây em sẽ lại xem nhà cô thế nào để giúp đỡ cô chút đỉnh giùm cho cô chú Mạnh Thường Quân nha. Wow, sơ ghi. Sơ ghi nhiêu ký hả chị? 15 ngàn ký. Dạ, còn ấu? Ấu cũng 15 ngàn. Ấu 15 ngàn luôn hả? Ấu già. Dạ. Đây ấu này cô chú. Lấy cho em nửa ký sơ ghi nha. Đây, ấu này cô chú. Đó, cô ấu. Đây là cô ấu nè cô chú. 15 ngàn một ký. Dạ, 15 dạ. ngàn ký, 2 ký 25. 2 ký 25 ngàn, khuyến mãi luôn ha. Rồi lấy ký sẽ ký phải không? Dạ. Đó, cô ấu nè. Đó. Chị gặp ai có râu với ấu chưa chị? Cái gì? Gặp ai có râu với ấu chưa? Chưa. Chưa hả? À? Đó giờ chị nghe nói râu với ấu chưa? Được chưa luôn hả? Câu chứ ấu là tên dạ. Bắp hả? Ký xe ghi 15 ngàn thôi. Cảm ơn nha Cưng. Dạ. Mới hái luôn hả? Mới hái hồi chị qua đó, bà hái chị qua bữa nay mới bán được. Lấy mua được cái xe ghi nữa nghe cô chú. Chị, xe ghi đó chị, 15 ngàn ký chị. Wow, ở đây măng quá trời măng luôn nè cô chú. Dạ. Đây là chim đó hả? Dạ.
gặp mấy cô này, năm ngoái em có quay mấy cô này hàng lần nè. Mấy cô này bán măng. Gia Hòa Hảo nè cô chú. Đang nay thơm ngò gí quá trời, thơm ngò gí à. Rồi em đã đi ra tới ngoài đầu chợ này cô chú. Hai bên đây bán rau củ quả trái cây, đủ thứ loại đồ luôn. Đó. Cô cái này bán được không cô? Dạ cô bán bắp nếp đó, bắp nếp đó cô chú. Bắp cô trồng hả cô, mua cô? Dạ bắp cô mua ha. Dạ dạ con quay con gửi nước ngoài mà. Dạ người Nam mình ăn bắp gì là ngon hả cô? Dạ đây cô chú, bắp Mỹ nè. Ê lời, xin lỗi, là bắp nếp chứ. Dạ đây là bắp nếp nè cô chú. Đó. Bắp này là rất là khó trồng luôn á, chứ không phải dễ đâu. Dạ tại vì nó dễ bị sâu lắm. Dạ cảm ơn cô chú nhiều nghe cô chú. Dạ dạ cô chú bán đất nha. Dạ bình thường là bán bắp không hả cô? Dạ cảm ơn cô. Qua của mình đây là khu ăn ăn sáng đó cô chú. Đây bán bưởi nè. Bưởi 15 ngàn hả chị? Rẻ quá ha. Gột gột đỏ hay gột vàng chị? Dạ. 15 ngàn ký bự. Đây bưởi đây. Dạ con đi quay chợ đó cô. Em cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị mua đất nha chị. Chắc ghé quán kiếm ly trà đường cũng quá. Sáng giờ chưa ăn sáng chưa uống trà đường luôn cô chú. Sáng giờ em ngồi em canh ở ngoài chợ, ngoài bến cá. Giờ này mọi người đi chợ cũng đông nè, chỗ này có chỗ gửi xe luôn nè cô chú. Khoai lang
gì của khoai lang này, khoai lang gì ngộ á chứ? Dạ, khoai lang là làng. Thơm mặt, dạ. Khoai lang mặt đó cô chú. Em cảm ơn chị nhiều nha. Đây là khoai lang thường em biết nè. Khoai nghệ. Wow. Khoai nghệ đó nấu canh ăn hả chị? Nấu ăn cũng ngon nữa. Dạ. Ừ. Khoai lang nghệ cô chú. Khoai lang đó chị mua ký như vậy? Dạ, khoai lang này rẻ ha, có 17.000 ký ha. Em cảm ơn chị nhiều. Khoai lang nghệ, khoai lang mặt 15.000 một ký. Mày giá chiếu ở đâu chú? Bán chiếu mày. Dạ, yeah. Chú bán ở đâu lặng? Hả? Chú bán ở đâu lặng? Bán đây à, vòng vòng đây. À, chú dệt luôn hả chú? Dệt, dệt nhà. Dạ, gần Định Yên mà. Dạ. Chú đi bán chiếu của chú. Cô ơi, cho con hỏi thăm hồi xưa có cái ông ổng đi hát ở đây nè con, ổng mù cái gì á. Con gặp ổng đây hết lần mà giờ con không gặp ổng nữa. Mù đi hát cũng nhiều người lắm chú. Ổng lết ở đây nè. Ổng lết hả? Dạ. Có cái máy dạ này. Dạ dạ. Ông có bên xe đét. Dạ. Dạ. Dạ, ông có qua đây nữa không cô? Bữa nay không thấy, 2-3 ngày nay là không có thấy. Dạ. Nhưng mà mấy ngày trước mà ngày nào cũng có. Dạ, lúc đây con qua đây gặp ông hai lần mà giờ con không gặp. Không về. Có 2-3 ngày nay là không gặp. Dạ. Chú muốn quay gặp rồi cũng phải. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Bên đây bóng bông. Còn bên kia bán quần áo cô chú. Bên đây là khu ăn sáng bên đây nè cô chú. Hello con gái. Đây là nhà làm chợ bán đồ ăn sáng. Cô bên đây là bán quần áo nha cô chú. Ở đây có chỗ gửi xe luôn. Bãi cũng rất là rộng. Quần áo đồ bộ. Hồi sáng em đi ra đây đường bên kia bên phải, còn đây là đường bên trái đi vô trong chợ cá chú. Đi thẳng đường này vô luôn á là vô trong chợ cá nha cô chú. Chợ bán lồng đèn rất là nhiều luôn nè, gần tới trung thu rồi. Bữa nay là mùng 7 rồi. Còn hơn tuần nữa là tới trung thu đó cô chú. Có rất nhiều tiệm bán lồng đèn. Bên đây nữa nè. Sắp giờ em đi cuối chợ thì mới gặp chỗ này bán lồng đèn. Có rất là nhiều lồng đèn ngôi sao nè, lồng đèn bằng điện tử nữa. Vui trung thu. Cái này là làm được hả chú? Không có, cái này đi thả thủy. Dạ, cái này chú đem theo hả? Dạ.
này chú đi lượm hả chú? Đi lượm. Dạ cho con nói chuyện chút xíu nha. Nhà chú đâu lận? Khu cư ngã ba. Khu cư ngã ba hả? Dạ. Ngày gì lượm là được nhiêu tiền hả chú? 50.000 ba. 50.000 hả? Dạ. Là lâu lâu có bán lần hay là ngày nào cũng bán chú? 3 tuần lễ 4 tuần bán 1 chuyến. Dạ. 3 tuần lễ bán 1 chuyến. 3 tuần lễ bán 1 chuyến. Là 1 chuyến là được nhiêu tiền hả chú? 600.000 ba. 6. Có 3.000 kg. 3.000 kg. Là giỏ hay không hả chú? Giỏ rồi, đã có gì muốn dọn nữa. Dạ. Xe đạp của chú sao không có thắng chân vậy? Thôi kệ, chắc thắng không, thắng lại được. Dạ, thắng bằng giò hả chú? Không thắng bằng giò, trời kệ. Không có về nè, thắng bằng giò hả? Khi mệt lại này thắng bằng giò. Dạ. Nhà chú có con cái chưa hả chú? Có con gái, rồi đã trông nó cũng khổ, nó cũng mướn nè. Dạ, dạ. Hôm nay con có gì gặp được chú. Chú đợi con xíu nha. Dạ, dạ. Thì là chú ở nhà là ở trọ hả chú? Ở khu cư Lan Trời. Dạ, dạ. Rồi bình thường có ai hỗ trợ cho chú gì không chú? Không. Không hả? Dạ. Cái gọi mày ra đây xin ra gọi. Dạ. Hôm nay có duyên gặp chú ngoài đường á. Con thay mặt cho chị cô Emily Minh Trần gửi chú 300.000. Dạ. Đây là của cô Trương Kim Hồng gửi cho chú 200.000 nữa. Cảm để mua gạo. Dạ. Cái này con mua núm mà con không nấu ăn. Con tặng cho chú về nấu ăn luôn nha. Bánh mì luôn nè chú. Dạ, cảm ơn nhiều con. Dạ, dạ. Chú năm nay được nhiêu tuổi rồi chú? 72 ha. Dạ. Nữa con đi chợ có gì gặp chú thì con tâm sự với chú tiếp. Nghe chú. Dạ. Con ở khúc nào đây? Con ở trên An Phú An Giang lận. Dạ, ở trên Châu Đốc chạy lên á. Dạ. Cảm ơn con con. Dạ dạ. Chú về khỏe nha. Dạ. Nói chú nói 2-3 tuần gì bán 1 lần. 1 lần bán là được mấy chục ngàn hả chú? Là 100 mấy 200 ngàn hả? 600 ngàn. Dạ, ba tầng. Ba tầng, mỗi à. Còn có 3.000 kg. Dạ. Mấy năm trước con kiếm được 200 giờ phải khó kiếm. Dạ, dạ. Dạ. Chú thứ mấy chú? Thứ ba. Dạ, chú ba. Nhà chú cũng gần đây ha. Ở khu cư ngã ba. Khu cư ngã ba gì? Xã Ông Hậu. Xã Ông Hậu. Nếu mà người ta muốn tìm chú, người ta hỏi sao tìm được chú? Ở nhà là nhà bà Chính Lùng. Nhà bà Chính Lùng. Chính Lùng. Dạ, dạ. Rồi chú về khỏe nha. Dạ, có gì dạ. Chú cháu mình gặp lại. Dạ. Cháu hậu nhỏ vô tiền nó ba cô tư ba cỡ. Dạ. Cháu hỏi nhà bà Chính Lùng mình kỹ. Dạ. À, dạ. Ăn biết dạ. Thôi đi chú đi nha con. Dạ, chú khỏe nha. Dạ. Đây em đã tìm tới nhà cô này cô chú. Nhà cô thì đi vô đường này bị ngập luôn hả cô? Trời ngập xuyên suốt luôn hả gì cô? Dạ. Đây là nước mưa hay là nước sông cô? Dạ. Dạ. Đi dưới cái này nó trơn trơn hai tấm chấm đầu đầu đi nữa là coi vậy nó khổ một tấm vậy con. Dạ, ở đây có mình nên hả cô? Có mình nên đó. Trời, đây nước ngập luôn. Mưa có dột không cô? Mưa có dột lai gai, dưới tạ. Dạ. Đây nhà của cô ở đây nè. Cô mình nên ở đây hả cô? Có mình nên nè con. Có mình nên nè. Không biết ở đâu đó chú, ở đâu rồi bà hai? Ở đâu? Con ở An Phú. Mấy tháng khác có ngập gì không cô? Không, tháng Tết không có ngập mà tháng này nó ngập vậy đó. Dạ. Là nước sông với nước mưa luôn. Sông nước mưa được nó hộp vô cả nè. Dạ. Nhà hết trơn hay sao đi không khả năng. Dạ. Không gì đó. Vậy là giấc này nó khô ha. Giấc này nó khô vậy mà hả trời quốc đầm mưa vô cái bò vô tới đó, hai lùm ba gạch này bỏ vô đây nè. Dạ. Đi. Chống gậy. Nhà là cô cắt hay là ai cắt cô? Nhà cô cắt, mấy ở đây là mới mấy chục năm rồi. À. Mà hồi đó cái nhà nhỏ rồi mà cứ nào ngay cũng cắt, nhà hơi bự này cũng nhà cổ bây giờ mối ăn hết trơn con ơi, mối. Dạ. Này mối ăn hết trơn hả? Mối ăn trơn. Nhà chắc cũng lâu hả cô? Lâu rồi, mười mấy năm rồi. Dạ, rồi người thân cô đâu? Giờ con cái giờ nó ở thành phố đi bán số, giờ không ai lo hết trơn. Dạ. Lá này là làm gì cô? Hả? Lá này làm gì? Đâu nào lá cho dừa. Dừa hả? Dừa chùm củi thôi, chùm củi. Dạ. Củi trong nước còn chừng trên con không biết nữa. Dạ. Đây chú nhà của cô. Đi trên này là không trơn, nó gặp nó té. Hồi đêm hôm có ngập không cô? Đêm ngày kia ngày ngập. Dạ.
Cái con nó ngập cái nó. Nó hai vậy đó. Dạ, cho con quay nhà cô bé nha. Cô quay đi. Đây. Nó dắt kia mưa dắt kia tạt dữ hả con? Dạ cô ơi, con ơi kìa, sập hết trơn ở sau hè luôn. Con dạ. Coi tới sao coi nè, con đi vô tới nhà này, nước ngập nè. Nè, này nước ngập cái nhà nè đó. Vậy đó, đó ngập từ mưa đã ra chứ. Cho hai mở cái quạt cái này lên đây. Dạ. Thấy được. Đó. Rồi nước ở đây xài sao cô? Rồi cô có cây nước. Nước giếng hả? Nước cây khối đó con. À. Rồi nó nợ ngay cái đợt rồi hỏng qua ấy mấy người ta nó cho nó không đấy. Đó, dạ. Nó dạ. Cô qua nó sụp nè nó chích. Nghe qua kia trời gió nó sập cái trời Phật ơi tưởng đâu sập luôn cái nhà này rồi chứ trời chống lỏng không lắm. Dạ. Bán số còn giờ không người nào lo cho hai nữa. Dạ, đó, ngày được mấy chục ngàn vậy ha. Trời ơi, bán 50 giá lợi 50 ngàn hả con? Dạ. Đây là phía sau nhà cô nè. Xanh quanh đó, xanh quanh nước không? Dạ. Cái mã là mã của bà già. Dạ. Người nó sụp xuống hết trơn, dột tạc hết trơn. Người thân của cô không còn ai chân hả? Con ở thành phố không giờ chồng. Em út của cô á. Em út ở đây, ở tốt kia nó có chồng rồi, nó không có dòm xóa mình đó. Dạ, vậy ha. Ngủ nó bằng đêm ngủ nhờ, mà nó thôi chị đừng vô đây ngủ nữa. Dạ, cũng nguy hiểm à. Hơi khổ quá. Thấy gậu rồi con nè. Bỏ lần đi lần lần. Dạ. Cô năm nay được nhiêu tuổi hả cô? 77 rồi con. 77 à, dạ. Cô sống có mình nên ở đây à? Sống có mình nên đó, ai ta cũng nói nó trời ơi, mình nên bà có gì ai hay đi chắc chết mà trời mẹ sáng rồi đấy. 6:07 giờ không ra vô mày coi kêu cửa tao. Nói như nhỏ đó đó. Dạ. Quán lan đó. Cô nếu mà người ta muốn liên hệ, người ta có thể giúp đỡ cô á, thì mọi người có thể liên hệ cô bằng số nào? Số nãy cô cho con đó phải không? Y chang số đó đó. Ừ số đó hả? Ừ. Dạ, cô thứ mấy tên gì hả cô? Thứ hai tên bé Trần Thị Bé. Dạ dạ. Quê ở huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp này. À. Tại, xã gì cô? Xã ta xã Tân Thành, ấp Tân Bình, con bán ta. Ừ. Dạ. La Dung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Xã Tân Thành. Bữa nay con có duyên gặp cô thì con thay mặt cho cô Trương Kim Hồng tặng cô số tiền 500.000 để cô xây sở cuộc sống với lại có sửa nhà, sửa đỡ nghe cô. Dạ, đây cô là tiền của cô Trương Kim Hồng gửi tặng cho cô. Dạ. Chứ không phải tiền con. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Còn mấy miếng thiết gà bán cho rồi. Dạ dạ. Cảm rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô sức khỏe nghe cô. Dạ. Nhà của cô đó. Đó con giờ con không ai lo hết trơn rồi. Giờ bỏ đi chống gậy với bóng số. Dạ. Đi dưới nhà con đi chân nghe cả. Dạ. Dạ đến đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây. Chợ Tân Thành thuộc huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp. Trong video ngày hôm nay thì em có sử dụng số tiền của chị Emily Minh Trần là 300.000, cô Trương Kim Hồng là 700.000, số tiền còn lại là 1.600.000, còn sẽ sử dụng cho các video lần sau. Tới đây là thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Đài Đó An Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong các video lần sau nha. Nước lên ngập đây rồi.